Ở trong phần 1 này ta sẽ tìm hiểu về 3 phần. Và một trong những phần này là bán hàng trong thế kỷ thứ 21. Hoạt động bán hàng trong thập niên cuối thế kỷ thứ 20 chứng kiến nhiều thay đổi to lớn so với cả 90 năm trước đó. Đến thế kỷ thứ 19 này thì những thay đổi đang và sẽ diễn ra có ảnh hưởng nhất định đối với tốc độ cũng như mức độ của sự thay đổi trước đó. Cho dù kinh nghiệm bán hàng của bạn ở mức độ nào, cuốn sách này cũng rất hữu ích vì nó đề cập đến những ý tưởng và chiến lược bán hàng đã được kiểm chứng bằng thực tiễn mới nhất. Vậy, bán hàng là gì? Bán hàng chuyên nghiệp là quá trình tìm và mời đúng khách hàng bằng những lời chào chào hàng đánh trúng tâm lý của họ vào đúng thời điểm. Nói cách khác, đó là toàn bộ cách thức bạn định vị cho bản thân và công ty của bạn, thăm dò tìm kiếm khách hàng và lập kế hoạch cụ thể cho các bài diễn thuyết chào hàng của mình. Xây dựng lòng tin đối với khách hàng là đưa ra những câu trả lời cho các câu hỏi mà khách hàng tiềm năng của bạn đang tìm kiếm. Đây là cách mà bạn đưa ra các câu hỏi cũng như các câu trả lời và giải pháp đối với khách hàng tiềm năng trong điều kiện thời hạn mà họ quan tâm nhất. Nó tạo ra giá trị hấp dẫn cho mặt hàng của bạn và tối đa hóa lợi nhuận cận biên của nó. Tiếp đến là việc phục vụ khách hàng mới chu đáo cho cả sự kỳ vọng của họ, bán cho họ nhiều hơn là để ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến với bạn. Đó chính là bán hàng. Thật đơn giản, song cũng để làm được điều này thì thật không dễ dàng. 20 sai lầm lớn nhất trong bán hàng đó là công việc bán hàng đòi hỏi bạn phải có những cách tiếp cận khác nhau dựa vào sản phẩm và dịch vụ mà bạn bán, dựa trên tiếp khách hàng triển vọng và bản chất của quá trình bán hàng cần được thực hiện để bán được hàng hóa đó. Tuy nhiên, trong mặt hàng của bạn bán là gì? Đó là 20 điều sau sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bán hàng của bạn. Là nói quá nhiều và nghe ít. Cái thứ hai là không đưa ra đủ câu trả lời, đủ câu hỏi. Cái thứ ba là kế hoạch chuẩn bị trước khi gặp khách hàng quá sơ sài. Yếu tố thứ tư là nóng vội trong khi tìm kiếm khách hàng. Cái thứ năm là báo giá quá sớm, không tạo được giá trị, giới thiệu quá nhiều về đặc tính của mặt hàng. Cái thứ tám là diễn thuyết về mặt hàng nhưng lại không chỉ rõ những vấn đề mà khách hàng tiềm năng mong muốn. Cái thứ chín là tự gây trở ngại do nói quá nhiều. Cái thứ 10 là không lắng nghe. Cái thứ 11 là không đưa ra được bằng chứng chứng tỏ khách hàng sử dụng và hài lòng với sản phẩm dịch vụ của bạn như thế nào. Cái thứ 12 là đặt ra câu hỏi dẫn dắt. Cái thứ 13 là sử dụng những câu hỏi ngược. Ví dụ nếu tôi chỉ cho ông bà cách tiết kiệm tiền thì ông bà sẽ quan tâm đúng không? Là 14 là sử dụng các máy móc và thủ tục giao dịch nhằm để vượt qua trở ngại. 15 là không linh hoạt. 16 là hạ giá quá sớm. 17 là đưa ra mức giá cao so với phi lý so với thực tế. 18 là không giao hàng đúng như thỏa thuận. 19 là không hướng dẫn đầy đủ thông tin về mặt hàng. 20 là không đề nghị khách hàng đặt hàng, đặt bạn vào vị trí để giành chiến thắng. Tức là biết những gì mình không nên làm cũng quan trọng không kém việc mình biết chính xác những gì mình nên làm. Một người bán hàng khôn ngoan là thường cố gắng giữ mối hàng một cách tích cực như xây dựng chúng. Như khi xây dựng chúng, đừng tự biến mình thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính bạn. Hãy ý thức được những sai lầm lớn để tránh không phải mắc phải chúng. 7 nguyên tắc phổ biến để bán hàng thành công. Trên đây là 20 lỗi nghiêm trọng nhất thường gặp khi bán hàng. Để tránh gặp những lỗi này thì bạn cần phải tuân thủ 7 nguyên tắc chung. 7 nguyên tắc này được xây dựng từ một loạt các nguyên tắc để được hàng trăm nghìn nhân viên bán hàng trên toàn thế giới chứng minh là rất thành công. Chúng là được giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc bán hàng. Dù bạn bán cái gì, bán cho ai, cụ thể là một là định vị đúng, biết thăm dò và có kế hoạch để đảm bảo cho bạn luôn luôn đúng người và cần tìm, đưa ra được những thông điệp phù hợp vào thời điểm thích hợp. Cái thứ hai là xây dựng lòng tin ở người mua, khách hàng dựa trên cách tiếp cận phù hợp, không bị chi phối với các cuộc đàm phán. Cái thứ ba là hỏi tất cả câu trả lời theo hỏi tất cả câu hỏi thích hợp theo đúng cách. Không nên quyết định hay đưa ra bất kỳ giải pháp nào cho đến khi bạn biết được họ sẽ mua cái gì, khi nào họ mua,
họ sẽ mua như thế nào, họ mua với những điều kiện gì. Cái thứ bốn là hãy đưa ra giải pháp thích hợp dựa trên các điều kiện, các quy định và các thông số mà nhờ đó khách hàng có thể đồng ý mua. Cái thứ năm là khách hàng thường muốn bán hàng khẳng định về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của họ. Tuy nhiên, họ cũng sẽ có ấn tượng tốt khi có ai đó hoặc là chính bản thân họ tự kiểm chứng được những khẳng định này. Bạn không thể bán được hàng nếu bạn không mời mọi người mua hàng của mình. Yếu tố thứ bảy là công việc chỉ thực sự bắt đầu khi bạn bán được sản phẩm đầu tiên. Vậy thì hộp dụng cụ của bạn có những gì? Đó là dụng cụ quan trọng nhất đối với người bán hàng, là sự tích cực tìm tòi, lòng say mê tìm hiểu khách hàng tương lai và sự kiên trì tìm hiểu thông tin về khách hàng trước khi bắt đầu bán hàng trực tiếp với khách hàng. Chi tiết các quy tắc phổ biến dưới đây là các chi tiết từng nguyên tắc. Nguyên tắc thứ một là định vị đúng, biết cách thăm dò và có kế hoạch trước để đảm bảo cho bạn luôn tìm đúng người cần tìm, đưa ra được những thông điệp phù hợp ở những thời điểm thích hợp nhất. Tự định vị tức là cần phải xác định được thứ hạng mà các khách hàng tiềm năng và khách hàng quen thuộc đánh giá về bạn, sản phẩm và công ty của bạn liên quan đến khả năng cạnh tranh của bạn. Tìm kiếm tức là tiến hành đến các bước để nhận biết, phân loại, xuất hiện dựa trên khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch trước, tức là bạn còn phải nghiên cứu, thu thập dữ liệu và chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể có một buổi giới thiệu về mặt hàng thật hiệu quả. Những người bán hàng chuyên nghiệp hàng đầu thì thường đầu tư rất nhiều thời gian để tìm hiểu mọi thứ trước khi bán hàng. Những người bán hàng ít kinh nghiệm và những người bán hàng đơn thuần thì thường có xu hướng ngồi đợi khách hàng tìm đến với mình. Kết cục là họ không chuẩn bị kỹ càng để phục vụ khách hàng được chu đáo. Những người bán hàng chuyên nghiệp ở thế kỷ thứ 20 thì thường hiểu được sức mạnh của mạng lưới khách hàng, mạng Internet và những phương pháp marketing trực tiếp với những chiến dịch gửi email hoàn toàn khác với thư giác. Và các cuộc hội thảo đối với việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, họ đã biết được những khác biệt của việc kéo khách hàng và đẩy khách hàng. Đối với việc kéo khách hàng, tức là thu hút khách hàng tiềm năng thông qua một quá trình tổng hợp bao gồm phương pháp như là tham chiếu thông tin khách hàng cũ, tạo một mạng lưới khách hàng và giành lấy một vị trí danh tiếng trong một ngành cụ thể. Còn việc đẩy khách hàng là như thế nào? Là liên hệ riêng lẻ đối với từng khách hàng trong một cách chủ động bằng cách nói chuyện điện thoại, thiếu nhiệt tình với khách hàng hoặc là cứ nài kéo khách hàng khi họ không muốn nói chuyện điện thoại. Những người bán hàng thành công hiểu rõ rằng chiến lược kéo khách hàng giúp họ dễ đạt được vị thế tốt trong trong cái thương trường cũng như giành được thương hiệu của khách hàng chuyên nghiệp. Đối tác chỉ muốn hợp tác kinh doanh với bạn khi bạn là một người bán hàng chuyên nghiệp bận rộn và khó gặp hơn là một người liều lĩnh tham vọng hiếu chiến và luôn tìm cách mọi cách để kiếm tiền mà được. Vậy thì bạn dùng tri thức để bán hàng như thế nào? Đó là tốt hơn hết là bạn hãy luôn đặt bản thân mình vào một vị trí nhà tư vấn kinh doanh, hoặc là đối tác chiến lược, một chuyên gia công nghiệp, một chuyên viên lão luyện về sản phẩm cụ thể nào đó, hơn là coi mình là một người bán hàng cụ thể. Tuy nhiên, trên thương trường, vị trí của những người bán hàng thường không được nhìn nhận như các ngành nghề khác. Luôn có những cái kế hoạch là kỹ năng bán hàng thường bị bỏ qua, nhưng lại là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà bạn cần phải nắm vững. Bạn cần phải thu thập những thông tin cần thiết trước khi bạn gặp ai đó ở bất cứ nơi đâu. Chiến lược kéo khách hàng giúp bạn có cơ hội đầu tư nhiều thời gian hơn cho các khách hàng tiềm năng quan trọng nhất, những người hưởng ứng với bạn. Nếu bạn chỉ đơn giản đi lại trên đường và mời mọi người mua hàng, bạn sẽ không có thời gian để tìm hiểu thông tin về khách hàng tiềm năng và công ty của họ trước khi bạn gặp họ. Nguyên tắc thứ hai là xây dựng lòng tin ở người mua hàng dựa trên cách tiếp cận phù hợp, không nên chi phối các cuộc đàm phán. Các câu hỏi thiết yếu, tức là trước khi gặp bất kỳ khách hàng tiềm năng nào, tốt nhất là bạn phải nghiên cứu kỹ, tìm hiểu các vấn đề sau mà sẽ ứng phó với đối tượng khách hàng nào. Những câu hỏi nào là khách hàng tiềm năng có thể hỏi mình? Cơ cấu tổ chức của công ty khách hàng tiềm năng như thế nào? Khách hàng đó là người quyết đoán hay là người dễ bị tác động? Mình có thể lôi kéo sự đồng tình của khách hàng như thế nào? Mình có thể giúp khách hàng tiềm năng giải quyết các vấn đề lớn nhất như thế nào?
hàng tiềm năng đã tiến được đến đâu trong cuộc mua bán. Trong bán hàng chuyên nghiệp, xây dựng lòng tin quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ được yêu thích đơn thuần. Người bán hàng hay mắc một sai lầm tai hại là cố gắng thuyết phục khách hàng tiềm năng tin vào ưu điểm của sản phẩm của mình. Điều đó thực ra không đúng, đó là cách bán hàng theo kiểu cũ, dễ dẫn tới người bán hàng luôn quá đề cao bản thân. Trong bán hàng, bạn cần phải hiểu và nhớ được sự tin cậy thực sự giá trị hơn việc yêu thích. Một khi bạn đã tin cậy, bạn cũng sẽ được sự yêu thích. Bạn sẽ cần tránh việc cố gắng làm cho khách hàng phải đồng tình ủng hộ mình bằng được. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn tỏ thái độ bất lịch sự, thô lỗ hay gắt gỏng với khách hàng, nhưng cũng không có nghĩa là bạn xông xáo một cách thái quá, chi phối cuộc nói chuyện hay là quá thân mật, quá nhanh nhạu. Mục đích là có được sự tin cậy chứ không phải là được yêu thích. Nếu bạn xây dựng được lòng tin của khách hàng, bạn sẽ có được một vị trí thuận lợi để bán được các sản phẩm. Nếu bạn không muốn được yêu thích thì bạn chỉ có thể bán được được giá tiền của sản phẩm. Người mua tin cậy có nghĩa là khách hàng triển vọng, có lòng tin, có sự tin cậy là hoàn toàn trong đời bạn, rằng bạn người bán hàng là con người trung thực, do đó bạn công ty bạn sẽ bán được tất cả các sản phẩm mà bạn mong muốn. Mình là Nguyễn Công Trình và mình hiện tại đang học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, đang học ngành kỹ thuật y sinh, và mình sẽ giới thiệu tiếp nguyên tắc thứ ba trong cái kỹ năng bán hàng này. Ở bán hàng ở thế kỷ thứ 21, thế kỷ công nghệ này. Trong cái nguyên tắc thứ ba thì nó hỏi tất cả các câu hỏi thích hợp theo đúng cách, và không nên quyết định đưa ra bất kỳ giải pháp nào cho đến khi là bạn biết được khách hàng sẽ mua sản phẩm gì, khi nào họ mua như thế nào, họ mua với điều kiện gì. Để vượt trội trong công việc bán hàng thì bạn cần phải tỏ ra vượt trội trong việc đặt ra câu hỏi phù hợp, đồng thời tập trung lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ câu trả lời. Sau đó, dựa vào câu trả lời, bạn hãy đưa ra giải pháp chính xác mà khách hàng tiềm năng mà bạn đang tìm kiếm. Về cơ bản, đây là bí quyết đáng lưu tâm nhất để có được kỹ năng bán hàng khôn khéo và thành công. Lỗi lớn nhất bạn cần tránh là sa vào giải thích về các hoạt động kiểu dáng, chức năng hay hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ mà bạn không của bạn mà không biết chính xác khách hàng triển vọng mong muốn như thế nào. Về điều đó, nếu bỏ qua nguyên tắc thứ ba, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để bán hàng. Bạn sẽ không thể chắc chắn rằng là bạn biết chính xác cách giới thiệu sản phẩm hay là dịch vụ của mình như thế nào, trừ khi bạn biết chính xác khách hàng tiềm năng muốn gì ở sản phẩm đó. Cách duy nhất để thực hiện được điều này là đặt ra câu hỏi phù hợp. Yếu tố tiếp theo là không nên lấn át. Một người bán hàng giỏi không chi phối cuộc nói chuyện với người mua. Họ không tỏ ra quá xông xáo. Họ không nói chuyện nếu không được yêu cầu. Nếu khách hàng tiềm năng muốn nói chuyện thì hãy để cho họ nói. Nếu khách hàng không muốn thì bạn chỉ đơn giản là thông báo với họ lý do bạn có mặt và bạn sẽ thực hiện yêu cầu của họ. Điều cần nhớ là đa số người bán hàng thường hay đưa ra giải pháp trước khi tìm hiểu về tình huống. Bạn phải đảm bảo được rằng là mình luôn đặt ra cho khách hàng tiềm năng số câu hỏi vừa đủ và vừa phù hợp đúng cách. Đừng bao giờ thực hiện yêu cầu của người khách hàng tiềm năng mà không hỏi họ một số câu hỏi chuẩn bị sẵn. Đồng thời, không nên nói chuyện, bán hàng, giới thiệu hay thảo luận về sản phẩm, dịch vụ của bạn cho đến khi những câu trả lời đó đầy đủ, chính xác cho bốn câu hỏi: cái gì, khi nào, như thế nào và những điều kiện nào. Ở nguyên tắc thứ 4 là cần phải đưa ra giải pháp thích hợp dựa trên các điều kiện, quy định, các thông số nào đó mà qua đó khách hàng có thể đồng ý mua. Những người bán hàng giỏi hiểu rằng sự khác biệt lớn giữa người bán hàng bằng phương pháp mô tả và ra giá lỗi thời với phương pháp bán hàng của thế kỷ thứ 19 là dựa trên ứng dụng sản phẩm. Bạn sẽ trở thành chuyên gia bán hàng thật sự khi bạn hiểu chân lý này: bán hàng dựa trên sự ứng dụng của sản phẩm, giới thiệu sản phẩm hoặc là dịch vụ bằng cách giải thích chính xác cho khách hàng hiểu họ có thể dùng sản phẩm đó để giải quyết các vấn đề lớn nhất, khó khăn nhất của họ như thế nào, để chỉ ra được giải pháp mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm. Điều đó trái ngược với việc chú trọng đến các đặc điểm, đặc trưng, lợi ích, giá thành, mẫu mã của sản phẩm. Vì khách hàng luôn tìm kiếm các giải pháp tối ưu,
nên phương pháp bán hàng dựa trên sự ứng dụng sản phẩm là cốt lõi của việc bán hàng chuyên nghiệp. Tại thời điểm nào đó thì mọi người chỉ có thể tập trung vào một thứ duy nhất. Việc bạn tập trung sự chú ý của mình vào đâu có ảnh hưởng lớn đến sự thành công trong bán hàng của bạn. Dưới đây là bốn hướng mà bạn có thể tập trung sự chú ý của mình. Một là vào bản thân bạn, sản phẩm dịch vụ của bạn, công ty của bạn, và thứ tư là khách hàng. Bạn tập trung vào cách nào là hãy xem xét ba tình huống dưới đây. Hãy xem xét bằng việc tập trung thế nào cho phù hợp. Bạn có một buổi sáng thật tồi tệ, khó chịu, mọi thứ đều rắc rối, con bạn ốm, xe còn phải sửa, hóa đơn đã đến và bạn phải trả. Bạn phải tập trung giải quyết tất cả các vấn đề đó. Tuy nhiên, bạn lại phải đi bán hàng một lúc lúc 1 giờ chiều. Làm thế nào để dễ dàng thay đổi sự tập trung giữa các công việc đó? Sản phẩm của bạn có chất lượng, có đầy đủ dịch vụ chăm sóc khách hàng và giao hàng đến tận nơi, nhưng bạn vẫn lo lắng về tính năng của sản phẩm. Cùng lúc bạn sẽ nhận được thông báo cải tiến sản phẩm và nghiên cứu 32 trang thông tin kỹ thuật mới. Liệu bạn có tập trung được cải tiến mới có hiệu quả hay không? Bạn đang đi trên đường, đang thực hiện thương vụ, vậy bạn tập trung việc đó bằng cách nào? Tức là bạn vừa mới biết công ty của bạn sẽ bị bán đi, và bạn không biết liệu thế này có ảnh hưởng đến tương lai của mình hay không. Bạn tập trung vào đâu? Trong khi đó thì bạn phải đến một buổi bán hàng quan trọng, phải làm thật tốt. Làm thế nào để bạn tập trung được? Cách duy nhất để tập trung là dành 100% tâm trí cho nó. Bạn phải ngăn cách được cuộc sống và suy nghĩ của mình để có thể dành hết khả năng và thời gian và yếu tố duy nhất khiến cho bạn bán hàng thành công, đó là khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Nhắc lại là mình là Nguyễn Công Trình. Mình làm video này để chia sẻ kiến thức cho các bạn và mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình để mình xây dựng video tốt hơn. Mình hiện tại đang học tại ICTU. Và nguyên tắc thứ năm, tức là khách hàng thường muốn bán hàng khẳng định về chất lượng sản phẩm hay là dịch vụ của họ. Tuy nhiên họ sẽ có ấn tượng tốt với ai đó và có thể cấp ý kiến một cách rõ ràng. Thứ năm là cảm ơn và tiếp tục hỗ trợ khách hàng đó. Bạn cần phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn các chứng thực, phải đảm bảo rằng các chứng nhận đủ các tin cậy, miêu tả của bạn cũng như sản phẩm dịch vụ của bạn, công ty của bạn rõ ràng, ấn tượng càng tốt. Đó là lý do bạn cần phải lấy ý kiến nhận xét từ phía khách hàng đã hoàn toàn hài lòng. Một phương thức khác là thuyết phục khách hàng đồng ý có tên trong danh sách do bạn soạn thảo để những khách hàng tiềm năng có thể liên lạc. Việc giúp cho khách hàng tiềm năng tiếp xúc với những khách hàng hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của bạn, những người có thể xác nhận các khẳng định của bạn về sản phẩm là đúng và phương pháp đã được chứng minh là đem lại hiệu quả cao để khách hàng hỗ trợ bạn bán hàng. Muốn thuyết phục khách hàng ghi tên họ vào danh sách những khách hàng hài lòng để khách hàng tiềm năng của bạn có thể liên lạc, bạn có thể tiến hành những bước sau: thuyết phục khách hàng tham gia, cho họ biết bạn sẽ thường xuyên thay đổi danh sách, đấy, đề nghị họ cung cấp tên, địa chỉ, email và số fax, liệt kê các loại hình dịch vụ bạn có thể cung cấp cho họ, đảm bảo rằng bạn sẽ gọi liền trước khi họ có một khách hàng tiềm năng muốn liên lạc cho họ, gửi thư cảm ơn một nhóm quà nhỏ mỗi khi nói chuyện với một khách hàng tiềm năng của bạn, những buổi kiểm tra thử nghiệm sản phẩm hoặc là dịch vụ cho phép khách hàng thực sự tiềm năng có thể tự kiểm chứng những khẳng định của bạn. Điều này rất có ích. Tuy nhiên, bạn dự định tạo cơ hội để cho khách hàng tiềm năng kiểm nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, cần phải chắc chắn rằng bạn thiết lập các thông số cho phép chứng minh buổi thử nghiệm thành công, và bạn hoàn toàn có thể tin tưởng các khách hàng tiềm năng sẽ mua sản phẩm dịch vụ của bạn dựa trên kết quả thành công của buổi thử nghiệm. Ở nguyên tắc thứ sáu là bạn phải không thể bán được hàng nếu mà không có mọi người mua hàng của mình. Suy cho cùng, thành công trong bán hàng được quyết định bởi việc bạn có thể bán được bao nhiêu sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng. Điều đó có nghĩa là bạn phải đủ quyết đoán để đưa ra yêu cầu khách hàng mua những gì mà bạn đã bán. Đấy, tiến hành thử nghiệm chính xác. Muốn tiến hành một cuộc thử nghiệm sản phẩm hoặc là dịch vụ thành công, bạn phải xác định chính xác làm thế nào để thử nghiệm thành công. Tức là bạn cần xác định rõ khách hàng của mình trông đợi điều gì và kết quả của buổi thử nghiệm như thế nào. Cái thứ hai là phải lập ra đánh giá kết quả một cách khách quan và thích hợp để tiến hành thử nghiệm.
Yếu tố thứ ba là phải đặt ra các tiêu chí và kết quả thử nghiệm phải đạt được chắc chắn khách hàng hoàn toàn hài lòng và sẵn sàng mua sản phẩm của bạn. Không ít trong trường hợp bán hàng đã vượt qua được khó khăn trong trường hợp thăm dò hoặc là đã được gặp những khách hàng tiềm năng có bài thuyết trình hoàn hảo thuyết phục khách hàng nhưng lại không bao giờ mời được ai đó mua hàng của mình. Đây là vấn đề nan giải mà bạn cần phải tránh rơi trường hợp đó trong mọi giá. Rằng những khuyết điểm của người bán hàng không chuyên nghiệp là cố học bằng bằng được cái bộ 20 cách kết thúc giao dịch hiệu quả hoặc là giao dịch bạn cần phải tiến hành vượt qua trở ngại. Sự thật là bạn chỉ được học hai phương pháp kết thúc giao dịch thôi để xử lý vấn đề thôi hoặc là sử dụng chúng cách thành thạo để hàng loạt cái thủ thuật lôi kéo do dự khi sử dụng không hiệu quả. Kết thúc giao dịch, việc kết thúc giao dịch là hệ quả của công việc bạn đã làm trước đó. Đó không phải là điều mà người bán hàng đang hướng tới. Tuy nhiên, nếu bạn không yêu cầu khách hàng mua hàng, hầu như tất cả không tự mình mua. Do đó, bạn cần phải thúc giục họ mua hàng. Hầu hết mọi người thường có sự giúp đỡ trong việc đi đến một quyết định. Do đó, bạn cần gợi ý cho họ những bước họ nên tiến hành để có thể đi đến quyết định mua sản phẩm hoặc là dịch vụ của bạn. Cần luôn nhớ nếu bạn không yêu cầu khách hàng của mình làm một điều gì đó thì họ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Và như vậy chỉ chứng tỏ bạn không phải là nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Bán hàng thật đơn giản. Hầu hết người bán hàng thành công đều áp dụng các cách thúc cách để kết thúc giao dịch hợp lý. Họ không dùng thủ đoạn lôi kéo mánh khóe kiến thức bán hàng cũ khuyên bạn kết thúc giao dịch bằng cách là cho khách hàng dùng thử sản phẩm trước khi trả tiền hoặc là kết thúc bỏ ngỏ. Sự thật thì bạn nên hành động như thế là khách hàng tiềm năng đã đồng ý mua hàng của bạn bằng cách nói cho họ hoặc là hỏi những câu tương tự như sau: chúng ta có thể tiếp tục và bắt đầu chứ, cho phép tôi chỉ cho quý vị chúng ta tiếp tục như thế nào. Chúng ta sẽ bàn về công việc giấy tờ chứ. Nguyên tắc thứ bảy là công việc thực sự bắt đầu khi bạn bán được sản phẩm đầu tiên. Những người bán hàng chuyên nghiệp biết rằng mặc dù công việc bảo mật tài khoản khách hàng tiếp tục phục vụ khách hơn cả mong đợi của họ, lường trước được các vấn đề hay sẵn sàng có mặt vào mọi lúc để tiến hành việc bán hàng, xong chúng vẫn là một phần của công việc bán hàng. Những người bán hàng cái kiểu đánh quả thì không hiểu được điều này. Phương châm của họ là bán được hàng bằng bất cứ giá nào, hứa bất cứ điều gì mà họ cho là cần thiết để bán được hàng và sau đó cố gắng hết sức để tránh giao dịch với khách hàng lần nữa. Một câu chuyện có thật. Barry mua một căn hộ mới. Sau khi thuê nhà được 15 năm, ông nhận ra rằng khôn ngoan hơn nếu mà sở hữu được một tòa nhà và cho chính mình thuê văn phòng cũng như cho công ty ông trả thù lao và còn công ty ông thì sẽ trả thù lao cho ông. Đó là một ý tưởng hay và thực tế nó đã từng đúng như vậy. Nhưng không may, Barry đã giao dịch với Robert và Richard phải bắt đầu xây dựng. Barry vấp phải vấn đề là như văn phòng của ông đã mua thêm 365 mét vuông nữa và không ghi vào bản thiết kế tòa nhà. Robert thì đã trốn biệt, còn Richard thì phủ nhận bất cứ việc làm sai trái nào, chuyên viên thiết kế và kiến trúc sư cũng vậy. Cuối cùng, Barry phải trả thêm một khoản tiền thuê phát sinh cho cơ sở cũ của ông vì tiến độ xây dựng của văn phòng mới đã bị chậm mất 2 tháng. Đã thế, văn phòng mới của ông lại nhỏ hơn dự tính là 365 mét vuông. Bạn có cho rằng Robert và Richard là những người bán hàng chuyên nghiệp hay không? Hay chỉ là những kẻ cơ hội tìm kiếm hoa hồng? Sẽ mất bao lâu để Barry đưa ra cái quy ra trách nhiệm cho một trong hai của họ? Liệu ông có mua thêm bất động sản từ họ nữa không? Còn các kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế thì sao? Bạn cần phải hiểu rằng tìm được một khách hàng là hết sức khó khăn. Công việc của bạn là biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự cho mình, đồng thời cố gắng bán cho họ nhiều hơn cái nhu cầu mà họ sử dụng sản phẩm hoàn toàn và hoàn toàn hài lòng. Khi đã hài lòng, họ đã sẵn sàng mua giới thiệu cho bạn các khách hàng triển vọng khác giống như họ và chấp thuận các nguồn chứng thực hàng đầu giúp cho việc bán hàng của bạn thực hiện tốt đẹp. Tuy nhiên, để có quyền lợi đó thì bạn còn phải thiết lập một mối quan hệ lâu dài giữa kênh dịch vụ ưu việt, cam kết thực hiện những gì đã hứa hẹn, đối đãi với nhất quán với khách hàng mới của mình
cũng như khách hàng tiềm năng quan trọng nhất. Nhiều khách hàng dường như không hiểu được hoặc là không tin vào quy tắc phổ quát này, bán hàng với nghĩa giao dịch cho khách hàng với nghĩa mối quan hệ có sự khác biệt rất rõ rệt. Thực hiện được các giao dịch bán hàng chỉ là khởi đầu trong việc tạo dựng cái mối quan hệ. Dù ít dù nhiều thì trong mọi giao dịch tiếp theo với bất cứ khách hàng nào được phụ thuộc vào các giao dịch của bạn trong lần bán hàng đầu tiên, một lời khuyên dành cho nhân viên bán hàng là sau khi kết thúc giao dịch trong thời gian ngắn hãy gọi điện cho khách hàng. Đó là cách tốt nhất để kiểm tra xem khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hay không, hay gặp phải vấn đề nào không trước khi họ lo lắng hoặc là họ chán nản, họ phàn nàn với người khác. Qua đó bạn có thể biết thêm đôi nhiều về sản phẩm và dịch vụ của bạn, tiếp tục bán được một hàng. Trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ là lịch sự và khôn ngoan hơn nếu bạn gửi một cuộc thư cảm ơn riêng cho mỗi khách hàng. Các bước đơn giản này sẽ làm cho việc bán hàng vượt qua khỏi tầm của một giao dịch riêng lẻ, giúp cho bạn tạo dựng một quan hệ với khách hàng, coi bán hàng là một nghề và lĩnh vực phù hợp với bạn. Bán hàng không đơn thuần là một công việc, nó là một nghề. Vì thế nên đem lại nên nó đem lại cơ hội cho những nguồn thu nhập đáng kể, cũng như uy thế, đặc biệt là một chuyên gia bán hàng hàng đầu. Người này đòi hỏi bạn phải được đào tạo chuyên nghiệp, có những kỹ năng chuyên ngành mới đạt được hiệu quả cao. Nó cho phép bạn đem lại cho khách hàng của mình giá trị to lớn, bán hàng và sự nhau qua. Vậy thì bạn muốn hài lòng với việc mình đang làm hay là cách thực hiện nào đó hay không? Đấy. Điều đó cần thiết cho các kỹ năng mà bạn học, tiếp thu được những áp dụng nhất quán về hệ thống giá trị của bạn, áp dụng những kiến thức cổ, những kỹ xảo về bán hàng, chỉ là bề nổi về cách thức của những con người thế kỷ 21 thôi. Muốn cảm nhận được ở chính bản thân họ, nó khiến bạn không tin hoặc là không hài lòng về việc mình làm như thế nào. Điều này không có tính thúc đẩy nên bạn hãy tránh xa ra. Tuy nhiên, để đạt được thành công cao nhất với tư cách là một chuyên gia bán hàng, bạn phải tin vào việc mình đang làm và cả những cách thức thực hiện nó. Bạn phải tin vào các kỹ năng hay chiến lược mà bạn nắm vững, tin cậy, chuyên nghiệp và hoàn toàn đáng tôn trọng. Khi bạn áp dụng một quy trình tập trung hoàn toàn vào khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng dựa trên các nguyên lý vững chắc và đúng đắn, khiến cho bạn cảm thấy hài lòng với việc mình đang làm và cách thức thực hiện nó, nghĩa là bạn sắp trở thành chuyên gia bán hàng thực thụ rồi. Rồi bạn sẽ trở thành người bán hàng hàng đầu trên những lĩnh vực làm giàu với giá trị và lợi nhuận lớn nhất thế giới thôi. Ở tóm tắt chương 1 thì chúng ta có những cái điểm đáng chú ý là sau đây. Xin nhắc lại, mình là một công trình, mình hiện tại đang học tại kỹ thuật y sinh Đại học ICTU, và mình chia sẻ những video này cho các bạn để cho các bạn nắm vững được kiến thức về tổng quát kinh tế, chính trị, vân vân, đặc biệt là trong lĩnh vực y sinh của mình. Đấy. Tóm tắt chương 1, bán hàng chuyên nghiệp là xuất hiện trước đúng khách hàng cần tìm vào thời điểm thích hợp nhất, với một thông điệp thích hợp nhất. Bán hàng là cách thức để bạn định vị bản thân, công ty của mình, xác lập triển vọng trong kinh doanh, lập ra kế hoạch giới thiệu sản phẩm hợp lý, xây dựng niềm tin, đưa ra các câu trả lời mà khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm, và cách thức bạn đặt ra câu trả lời hay phương án điều khoản khiến cho khách hàng cảm thấy sẵn lòng mua nhất. Có 20 sai lầm nguy hiểm mà người bán hàng phải tránh bất kể họ bán sản phẩm gì. Để tránh được những lỗi mắc phải này trong quá trình bán hàng thì có 7 nguyên tắc chung mà bạn phải tuân theo. 7 nguyên tắc này dựa trên loạt nguyên tắc đã được chứng minh rất thành công. Bán hàng là một nghề chứ không phải một công việc. Nó cho bạn cơ hội có được nguồn thu nhập đáng kể và uy thế, đặc biệt nếu bạn trở thành chuyên gia bán hàng hàng đầu. Nó đòi hỏi phải có kỹ năng chuyên ngành, có quá trình đào tạo chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả cao. Nghề bán hàng dựa trên những nguyên lý và chuẩn mực vững chắc nhất, tuân thủ những tiêu chuẩn này là bạn đang giúp ích trong việc ngành nghề cũng như cho chính mình. Ở chương 2, bán hàng chuyên nghiệp, những bước thành công của người trong cuộc sẽ được giới thiệu ở phần sau.